Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đến với cửa hàng đồ chơi di động cơm. Thì hiện tại trên tay mình đó là cái miếng dán cường lực full màn hình dành cho iPhone 6 LED và 6S LED của chúng ta. Thì hiện tại thì ở cửa hàng của mình chỉ có hai màu sắc, đó là màu trắng và màu đen thôi. Và cái loại miếng dán này thì nó rất thích hợp mà độ cứng 9H và cái độ sáng trong suốt 3D. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cái miếng dán này ra để cho các bạn xem chi tiết hơn. Thì đây là cái miếng dán cường lực Hoco với cái vỏ hộp ngoài nó màu xanh như thế này. Đây là cái miếng dán của 6 lớp màu đen, thì mình đang tháo cho các bạn xem nè. Bên trong miếng dán này nó gồm bộ vệ sinh như thế này và cái miếng dán cường lực của chúng ta. Và đây là miếng dán cường lực dành cho iPhone 6 LED và 6S LED của chúng ta. Miếng dán này thì có độ cứng 9H, rất là cứng như thế này. Với một lớp nano phía trên thì nó sẽ giúp cho cái độ bám vân tay chống được những cái vết bám vân tay mờ và có thể chống chảy xước rất là tốt. Khi mà tay mình ra mồ hôi nhiều thì nó sẽ không bám vân tay để lại cái sự khó chịu cho người sử dụng. Đây các bạn nhìn đây, mình đang vuốt trên cái miếng dán này nhưng mà nó không hề có một dấu vân tay nào. Và cái loại miếng dán này thì nó full màn hình như thế này, thì khi mà dán lên thì sẽ bao bọc luôn cả cái phần cong của chiếc máy iPhone 6 LED của chúng ta. Và một số chi tiết đó là cái đèn LED nè, cái cảm ứng cảm biến nè, cái lo ngoài của chúng ta và cái nút hâm này rất là vừa vặn với chiếc máy. Thì cái phần mà phụ ở ngoài thế này, cái phần full màn hình ở ngoài thế này thì nó dẻo như thế này và nó hơi dày vì bên trong nó có một lớp keo để khi mà chúng ta có va đập thì nó sẽ đỡ một phần nào đó, đỡ cho chiếc điện thoại của chúng ta. Và đây là cái miếng dán cường lực của chúng ta, rất là cứng. Và khi mà dán lên thì cái độ vuốt rất là mịn màng, nó không gây khó khăn gì hết. Cái miếng dán cường lực này sẽ hỗ trợ cho chúng ta khi mà có va đập hoặc là vô tình làm rơi máy xuống đất thì nó sẽ tránh được một số hư hỏng đáng tiếc xảy ra. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các video tiếp theo.